Chào các bạn, mình là sinh viên thuộc nhóm 2 lớp C2009 G12 của trường Bách khoa Aptech. Sau đây mình xin trình bày đồ án kỳ 4 của nhóm mình. Nhóm mình sẽ có đề tài là làm ở về ứng dụng bán hàng. Đầu tiên mình sẽ xin được giới thiệu trang quản trị. Sau đây mình sẽ đăng nhập vào trang quản trị. Đầu tiên sẽ là phần danh mục. Thì mình sẽ gồm có hiển thị số bản ghi và chọn sắp xếp và search theo keyword. Mình sẽ thử search. Theo thấy thì nó sẽ ra được thông tin mới mình search. Và đây là phần detail chi tiết của danh mục, và bên này là phần cập nhật danh mục. Mình sẽ thử cập nhật xem mặt thấy thì dữ liệu đã được cập nhật. Tiếp theo sẽ là phần thêm mới danh mục. Mình sẽ thử thêm mới một danh mục. Ảnh cho nó. Như các bạn đã thấy thì danh mục mới đã được thêm vào. Tiếp theo là sẽ đến phần sản phẩm. Phần sản phẩm thì cũng sẽ giống như phần danh mục, và một phần khác thì cũng sẽ có phần thêm mới, phần chi tiết và phần cập nhật. Sẽ thử sắp xếp sản phẩm. Thấy thì sản phẩm đã được sắp xếp theo ID, sắp xếp theo các ký tự. Và mình sẽ có thêm các trang như là địa chỉ người dùng, phần comment, phần loại hình thanh toán, phần đơn hàng, phần tài khoản người dùng, phần tài khoản admin. Tiếp theo mình xin được trình bày về phần ứng dụng người dùng. Mình xin được chạy lại ứng dụng. Đầu tiên sẽ có một màn hình chờ, sau khoảng mấy giây thì sẽ vào màn hình đăng nhập. Thì ứng dụng của mình sẽ là cần phải đăng nhập hoặc đăng ký trước, sau đó mới có thể vào. Sẽ nhập đây sẽ là màn hình chính của sản phẩm. Thì ở trên này sẽ có list các sản phẩm mới, và ở dưới thì sẽ là những sản phẩm mà bạn có thể quan tâm. Tiếp theo sẽ là trang tất cả product. Thì phần này thì mình sẽ có phần tìm kiếm. Tìm kiếm bạn sẽ có thể tìm kiếm theo danh mục, hoặc là sắp xếp theo tên, hoặc là sắp xếp theo giá. Tiếp theo thì sẽ là trang hiển thị chi tiết sản phẩm. Thì trong chi tiết sản phẩm thì sẽ có ảnh sản phẩm, mô tả, giá thành, và bạn có thể bình luận hoặc là bạn xem bình luận. Bạn sẽ thử bình luận một câu. Và như các bạn đã thấy thì bình luận đã được thêm vào đây, và mình sẽ thử thêm mới vào giỏ hàng. Thì đó, sẽ có một thông báo, và sau bên này thì giỏ hàng cũng đã được thêm sản phẩm vào. Bây giờ mình sẽ thử check out giỏ hàng. Thì ở đây sẽ là
địa chỉ của bạn ở phía trên. Bạn có thể thêm mới một địa chỉ mới. Các bạn đã thấy thì địa chỉ nó sẽ hiện lên đây. Các bạn có thể chọn các địa chỉ của mình. Ở dưới này sẽ là thông tin email và số điện thoại của bạn. Và bạn sẽ có thể chọn loại hình thanh toán, chuyển khoản hoặc là tiền mặt. Chuyển khoản thì các bạn có thể nhập thông tin ngân hàng vào đây. Mình sẽ nhập ví dụ. Sau đó đây sẽ là màn hình tổng quan để các bạn có thể xem lại được những thông tin của mình vừa nhập. Và khi đặt hàng thành công thì sẽ có một trang cảm ơn hiện lên. Sau đó bạn sẽ quay trở về trang chủ. Và tiếp theo là phần tài khoản người dùng. Thì phần tài khoản người dùng thì bạn có thể sửa tài khoản người dùng, xem thông tin của mình và sửa thông tin của mình. Và ở dưới thì sẽ có thêm phần đơn hàng. Bạn có thể xem lại các đơn hàng của mình như là đây, các bạn cũng có thể xem chi tiết một đơn hàng, sẽ có sản phẩm trong đơn hàng đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ thử hủy một đơn hàng. Khi ấn vào hủy đơn hàng thì sẽ nhảy sang trang để các bạn có thể chọn các lý do. Sau khi hủy xong thì đơn hàng đã nhảy sang bên này. Và tiếp theo thì mình sẽ đăng xuất. Và mình sẽ có một tính năng là quên mật khẩu. Bạn có thể lấy lại mật khẩu. Trong đấy bạn sẽ phải nhập email của mình. Sau khi nhập email thì một mã code sẽ được gửi đến email của bạn. Và bạn sẽ nhập mã để có thể tiếp tục. Khi chờ mail được gửi đến thì mình sẽ nhập mã. Và khi nhập đúng mã thì sẽ chắc được, các bạn sẽ có thể đánh lại mật khẩu mới. Sau đó các bạn sẽ có thể đăng nhập mật khẩu mới. Okay, phần trình bày của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.